Mến chào anh em đến với Bonsai Nghệ thuật Nam Định. Ngày hôm nay, Bonsai Nghệ thuật Nam Định sẽ đưa anh em đến thăm một đôi long và một số cây cảnh của một nhà vườn ở chân cầu Đò Quan, thành phố Nam Định. Trên màn hình là một cây long khá lớn nằm trên một chậu chân quỳ dài khoảng 4 mét và chiều cao cây khoảng 2 mét rưỡi. Mời anh em lại gần để xem phần thân bệ cũng như là bông tán của cây long này. Bây giờ thì tôi sẽ chuyển camera lại gần cận phần bông tán. Anh em có thể nhìn thấy phần tay tán đã khá hoàn thiện. Ngắm từ xa thì cây long này có cái chiều ngang phải đến 5 mét. Trên màn hình thì tôi đang lần lượt chuyển đến cho quý vị ba cây long của nhà vườn này. Đều là những cây long có chiều cao khá lớn. Bên đây lại một cây long giống với cây long đầu tiên. Có cảm giác như là hai cây long này là một đôi. Đây là một cây long đã xé tán khá lâu rồi ạ. Từ khoảng năm 2010. Bây giờ mời anh em lại gần để xem phần chân bệ của cây long này cũng như là phần thân. Thân cũng da cũng chun, cũng đu cục nhưng và được cắt giật. Nhưng có một điều mà anh em có thể nhận thấy là những cái phôi cũng như là những cái tác phẩm đã hoàn thiện ở nhà vườn này, cái phần da nó không được đẹp lắm. Và anh em có thể nhìn thấy ở dưới gốc cây, tất cả những cái tác phẩm của nhà vườn này đều che phủ bạt để cho khỏi cỏ bị mọc. Ngày hôm nay thời tiết miền Bắc rất là nóng, nắng. Cho nên là ánh sáng có thể làm cho anh em không cảm nhận rõ về cái phần màu da của những cái cây cảnh mà tôi giới thiệu trong clip. Mời anh em hãy ngắm toàn cảnh ba cây long của nhà vườn này, đều là long xé tán. Anh em có thể nhìn thấy bây giờ là một trong những cái xu hướng chơi cây bây giờ, thường chơi long xé tán hoặc trực xé tán. Nó mang một cái cảm giác như là những cái vầng mây ở trên cái cây bonsai, một cái vẻ đẹp khá là hiện đại, không như là cây long cổ ngày xưa. Còn đây là một phôi. Phôi này đang nuôi để tạo chân bệ. Tôi có cảm giác như là cây này ngày xưa là một cây siêu. Thì người chủ đã đóng thêm một số những cái cành bay, một cành bay đây. Không biết là đây là một cái cốt khá là già. Anh em có thể nhìn thấy rất nhiều những cành thở để nuôi cái phần thân bệ, phần da của cây siêu này sun trụ nu cục, được cái phần nu cục rất là già. Anh em có thể nhìn thấy cái màu da cũng đang chuyển màu vàng. Cây nuôi khá nhiều cành thở, hy vọng là khi hoàn thiện thì đây cũng là một trong những cái tác phẩm chơi được. Anh em có thể nhìn thấy cái phần u biếu của cây. Bây giờ tôi sẽ xoay camera đến gần hơn những cái đường chuyển của cây. Anh em có thể nhìn thấy tất cả các đường chuyển đều cắt giật. Những cành thở khá là lớn. Còn bây giờ thì mời anh em hãy đến với mặt sau của cái phôi siêu này. Đây có cái cành bay đây. Mới nuôi ạ. Mới nuôi khoảng hơn một năm nay. Đây, mặt sau của tác phẩm siêu này. Xin lỗi, mặt sau của cái phôi siêu này. Anh em có thể ngắm
Phôi vẫn đang cốt đất, nhưng mà cái màu da cũng khá là sáng. Chủ vườn làm khá là kỹ, từ cổ ngọn đều cắt chuyển rất là nhiều lần. Anh em có thể nhìn thấy mỗi lần cắt giật chuyển cổ ngọn như thế thì tốn rất nhiều thời gian để có được cái phần có cảnh để cắt giật như thế kia, thì phải mất đến 2 năm, 3 năm mới được một cảnh như vậy. Nếu anh em muốn chinh phục thì hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại 0913750012. Tôi sẽ giới thiệu đến anh em với nhà vườn này. Chiều cao của cây khoảng 2m2 đến 2m5. Rất nhiều cành thở. Cái điều đặc biệt mà tôi muốn chia sẻ ở đây là cây rất nhiều nu, sần sùi, ô cục, khá là hầm hố, rất xứng đáng để anh em chinh phục. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi clip ngày hôm nay của Bonsai Nghệ Thuật Nam Định. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng chuyển đến anh em những cái phôi tiềm năng cũng như những cái tác phẩm đã hoàn thiện trên đất Nam Định. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.